Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo sẽ cho Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO 30 ngày để thực hiện những cải tổ quan trọng, nếu không Mỹ sẽ ngừng tài trợ vĩnh viễn. Theo hãng thông tấn Nga Sputnik, Tổng thống Trump đã chia sẻ lên mạng xã hội Twitter bức thư tự giải thích mà ông gửi tới người đứng đầu WHO vào tối ngày 18 tháng 5. Trong đó, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo sẽ ngừng tài trợ vĩnh viễn và sẽ xem lại tư cách thành viên của chúng tôi trong WHO nếu như Tổ chức Y tế Toàn cầu này không thực hiện những cải tổ quan trọng trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, lá thư không nêu cụ thể kiểu cải cách nào mà chính quyền ông Trump muốn thấy ở WHO. Trong thư, Tổng thống Trump chỉ trích WHO phớt lờ những báo cáo tin cậy về sự lây lan virus ở Vũ Hán mà trái ngược hẳn với chính phủ Trung Quốc. Ông cũng cáo buộc cơ quan này đưa ra những tuyên bố về virus corona không chính xác hoặc gây hiểu sai và đầu hàng trước áp lực của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để không công bố dịch bệnh virus corona là tình trạng khẩn cấp. Vị Tổng tư lệnh Mỹ cũng lên án WHO khen ngợi Bắc Kinh về sự minh bạch, cho rằng Trung Quốc sẽ làm bất cứ điều gì ngoại trừ minh bạch. Ngay cả bây giờ, Trung Quốc vẫn tiếp tục ngầm phá hoại các quy định y tế quốc tế bằng cách từ chối chia sẻ dữ liệu chính xác kịp thời, các mẫu và phân lập virus và bằng cách giữ lại thông tin quan trọng về virus cùng nguồn gốc của nó, trích đoạn bức thư của ông Trump. Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng cách duy nhất tiến bộ với WHO là tổ chức này thực sự thể hiện sự độc lập với Trung Quốc. Chúng tôi không có thời gian để phung phí, Tổng thống Mỹ tuyên bố. Trong thư, ông Trump còn nêu ví dụ cựu Tổng Giám đốc WHO Haleem Greenland, người không ngần ngại chỉ trích Trung Quốc về gây nguy hiểm cho y tế toàn cầu khi tìm cách che đậy ổ dịch và nhấn mạnh rằng nhiều mạng sống có thể đã được cứu nếu như tấm gương này được noi theo. Trước đó, chủ nhân Nhà Trắng tỏ ra không hài lòng với WHO và cho hay sẽ sớm có quyết định liên quan đến việc đóng góp ngân sách hoạt động cho WHO. Bắt đầu từ tháng trước, Tổng thống Trump đã ngừng đóng góp cho WHO với cáo buộc tổ chức này đã tiếp tay với Trung Quốc để gieo rắc thông tin sai lệch về dịch COVID-19.